Hello và xin chào mừng em trở lại với channel của Lồng như các bạn ơi. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về hướng dẫn để anh em sử dụng mã giới thiệu trong shop roblox.vn nha các bạn. Và cái mã đấy có tác dụng gì thì bây giờ anh em hãy cùng đón chờ với mình nhé. Và bây giờ hãy vào video với mình thôi nào. Đi thôi em ơi, let's go anh em. Nếu bạn chưa biết mua Robux tại đâu ư, hãy tới ngay shop roblox.vn nhé các bạn. Shop có đầy đủ các loại dịch vụ từ cây thuê cho đến mua bán Robux. Chỉ có thể là tại shop roblox.vn nha mọi người. Và bây giờ thì anh em hãy cùng vào video với mình thế nào. Và cái mã đấy thì là cái mã giới thiệu. Và cái mã giới thiệu đấy thì nó có mục đích để làm gì? Thì nếu anh em giới thiệu người ta tạo nick, và cũng như là nếu cái nick đấy đã nạp Robux, nói chung là nạp cạc và cũng như là mua Robux á, thì các bạn sẽ được nhận lại, đó chính là Robux nha các bạn. Đấy. Và cái mã này nó sẽ kéo dài lâu, nói chung là kéo dài vĩnh viễn luôn, đến khi nào người ta không xài cái nick ấy nữa thì thôi, đến khi nào người ta không nạp nữa thì thôi đó, hiểu không? Nói chung là người ta vẫn còn nạp thì các bạn vẫn sẽ cứ được nhận Robux thôi. Còn bây giờ thì cái video này như và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn anh em làm như thế nào để có thể được nhập cái code này nha các bạn. Đây. Đầu tiên thì từ đợi tôi chút, tôi chắc là cái video này tôi sẽ tạm ẩn cái logo của shop và cái tạm ẩn cái chữ đi nha, để nhìn cho nó dễ nha các bạn. Đây, các bạn hãy vào shop roblox.vn. Sau khi các bạn vào shop thì các bạn đăng nhập và cũng như đăng ký và đăng nhập một cái nick, thì nó sẽ có một cái link giới thiệu trên này. Các bạn đọc này, thấy không? Link giới thiệu nha. Đây. Và sau khi em có cái link giới thiệu như này thì anh em sẽ phải làm gì với người khác, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em. Ví dụ anh em sẽ copy sao chép này, thấy không? Bây giờ tôi sẽ sao chép cái mã giới thiệu này nha. Và bây giờ tôi đã có một cái nick phụ đây, nhưng mà ấy, anh em phải đăng ký bằng như nào? Đây, các bạn gửi cho người ta một cái đường link là cái link mã giới thiệu đấy, đúng không? Đây. Đây là link mã giới thiệu của mình, thì các bạn hãy đăng nhập đấy, các bạn paste vào và enter vào cái mã giới thiệu đấy nha. Nhưng mà các bạn lưu ý này, các bạn phải đăng ký một cái nick mới nha. Đăng ký một cái nick mới, và cái nick đấy không đăng ký được bằng Gmail để đề phòng bị dính Facebook clone, dính clone hay cái gì á. Nói chung mấy cái nick ảo á, thì các bạn phải có một cái Facebook. Đây là cái Facebook, tôi mượn một cái Facebook ảo đấy để quay tạm video cho anh em. Đấy. Anh em sẽ phải có một cái Facebook và anh em ấn đăng nhập này. Đấy, sau khi em paste cái link đấy vào, anh em ấn đăng nhập nha. Tôi sẽ làm từng bước hướng dẫn cho anh em. Đấy, các bạn nào không hiểu thì cứ nhắn tin hỏi fanpage hoặc hỏi tôi. Đấy. Và các bạn có thấy mục sử dụng tài khoản Facebook này không? Thì các bạn sẽ ấn vào sử dụng tài khoản Facebook là đã đăng ký rồi nha, là đăng ký bằng tài khoản Facebook luôn á. Đấy, các bạn ấn vào tiếp tục là xong. Đây, sau khi đợi loát nha. Đấy, bây giờ tôi sẽ đợi vào shop. Đấy, nói chung là các bạn phải đăng ký bằng tài khoản shop, đăng ký shop bằng tài khoản Facebook thì các bạn mới có thể được Robux nha. Đấy. Để đề phòng bị dính clone á anh em. Đấy. Sau khi tôi đã đăng nhập vào rồi, đúng không? Thì bạn này cũng có thể gửi link giới thiệu cho ai đó cũng được đấy. Nhưng mà không, tôi sẽ nạp cạc nha. Đây, tôi sẽ nạp một cái cạc 20 cạc 10.000 thôi, để tôi sẽ vào tôi test rút Robux cho anh em. Đợi chút. Bây giờ tôi sẽ mua một cái thẻ 10.000 nha anh em. Đợi tôi một tẹo, mua mã thẻ di động này. Tôi mua một cái thẻ 10.000 đây. Từ từ. Trước khi vào thì tôi sẽ cho anh em coi. Hiện tại số Robux của tôi là 4.638. Đúng không? 4.638 nha. Tôi sẽ nạp 10.000 để xem 10.000 này tôi sẽ được nhận bao nhiêu Robux nha các bạn. Viettel 10.000, tiếp tục. Xác nhận giao dịch rồi. Đây rồi. Từ từ, đợi chút, tôi bị cái mã. Rồi. Thôi rồi, series với mã đâu rồi? 7207644596666616. Rồi, đây là mã thẻ, còn series là 200000. Bốn số 0 này, 171 này, 227592. Rồi, tôi sẽ ấn nạp nhá. Và nạp thì chắc là siêu nhanh luôn, chỉ với chính là 5 đến 10 giây thôi nha anh em. Và nếu anh em nào mà bị lỗi từ chối các thứ thì anh em có thể nhắn tin cho fanpage để fanpage sẽ hướng dẫn và giúp cho anh em đấy. Tôi sẽ đếm đến 5 tôi ép làm 1 2 3 4 và 5. Ok, em làm lại. Và các bạn muốn kiểm tra thẻ của mình đã được hay chưa? Đấy, chưa được đúng không? Thì các bạn ấn vào mục này, các bạn ấn vào lịch sử nạp tiền. Để xem cạc nó đang báo cái gì, tại vì đây tôi thấy shop đang hơi lag nên có thể duyệt hơi lâu nha anh em. Đây này, đang chờ duyệt đấy. Thế bây giờ tôi sẽ ngồi chờ duyệt nha anh em. Ôi giời, tại vì shop bây giờ hơi lag này. Ôi là trời ơi, ngồi hóng thôi anh em. Tôi sẽ F5 một hai cái. Ôi rồi, sau 2 phút tôi ngồi tôi chờ đợi đấy, cuối cùng cũng đã thành công rồi. Và tôi hiện tại tôi đã được 10.000 này anh em. Rồi nha. Bây giờ tôi sẽ qua cái nick của tôi xem. 4638 tôi sẽ F5. Đấy, tôi phải làm nhanh cái video đấy. Cô Hấu hình như nó đang nhắn tin tôi kìa. Đấy, 4638. Đấy là vừa rồi. Và bây giờ tôi đã lên 4643. Thấy không? Anh em chỉ cần gửi link và người khác tạo nick và nạp tiền, anh em sẽ được nhận Robux nha. Và người ta nạp 10.000 anh em sẽ được 5 Robux. Và bây giờ tôi sẽ nạp thêm một cạc 10.000 nữa để xem có được hay không, hay là chỉ được một lần nữa nha anh em. Và theo như thông tin của tôi ấy, là cái này sẽ người ta nói chung là cái nick này tôi cứ nạp vào là ông kia cứ sẽ được Robux. Ok chưa? Đây tôi sẽ nạp tiếp một cái cạc 10.000 nữa đây anh em. 823 234709236666 rồi. Mã series 2123417123276 rồi. Tôi sẽ nạp này để coi xem sao nhé anh em. Úi giời. Rồi, tôi sẽ ấn qua mục lịch sử nạp tiền, đợi tiền về tiếp nào. Đấy. Ui giờ này nạp nhanh này, một phát vào tiền luôn anh em, quá đã luôn. Đấy, tôi đã có 20.000 nha. Và bây giờ tôi sẽ 4643 đúng không? Tôi F5 lại thêm lần nữa này. Đấy là lên 4648 nha anh em. Là bây giờ nha, nếu mà người ta cứ nạp 10.000 là anh em sẽ được 5 Robux. Các bạn đừng có nghĩ là ít. Bây giờ các bạn giới thiệu cho khoảng 10 người, mỗi người nạp 10.000 là các bạn tổng cộng là 100.000, là các bạn được 50 Robux. Nhưng mà mỗi người chỉ cần nạp đó chính là 100.000 thôi, là các bạn được 50 Robux, 500 Robux rồi. Bây giờ tôi sẽ làm một cái phép tính đơn giản cho anh em như này thôi này. Đó chính là gì? Ví dụ bạn kia nạp 10.000, các bạn sẽ được 5 Robux. 100.000, các bạn sẽ được 50 Robux. 1 triệu, các bạn sẽ được 500 Robux. Nhưng mà 10 triệu, các bạn sẽ được đó chỉ cần 5.000 Robux. Các bạn thấy 5.000 Robux và 10 triệu nó nghe nó khó đúng không? Nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, các bạn giới thiệu cho nhiều bạn bè, mỗi người chỉ cần nạp 10.000 thôi là các bạn có Robux rồi đúng không? Và cái này người ta nạp, miễn là người ta cứ nạp là các bạn sẽ được Robux đấy. Và nhớ là gửi video hướng dẫn mà tôi đưa lên cho anh em coi ha. Ngại ngần gì mà không để lại Lộc xin một like cũng như một đăng ký kênh đúng không anh em? Đây, và bây giờ tôi sẽ cho anh em coi xem 5.000 Robux đấy bây giờ hiện tại đang là giá bao nhiêu tiền nha anh em. Tôi sẽ ấn vào mục mua Robux đi. Đây, 5.000 Robux tương đương với 1 triệu. Thế là uầy, được hơi nhiều tiền nha. Căng ấy. Uầy, phát này shop roblox.vn chơi hơi căng nha anh em. Đấy. Này, và anh em thấy cái số Robux này không? Ví dụ anh em được nhận số Robux này nha, anh em được 5 Robux ở đây đúng không? Là anh em sẽ được rút 5 Robux luôn. Chứ không phải là 5 Robux xong anh em lại còn bị trừ thuế nữa nha. Ví dụ anh em được nhận 5.000 Robux kia đúng không? Thì anh em sẽ được rút cả 5.000 đấy luôn và về nick 100% đủ, không bị mất thuế nha. Ui giời ơi, quá đã luôn đúng không anh em? Và anh em ngại ngần gì mà không giới thiệu bạn bè tới ngay shop roblox.vn để mua Robux và cũng như là giới thiệu cho bạn bè đúng không? Và link của shop mình sẽ để dưới phần ghim comment vào nhá. Và nếu các bạn nào mà muốn giới thiệu cho mình để mình kiếm ít Robux đây thì mã của mình đằng sau đó chính là 15015 nha. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và mình chúc anh em có một buổi sáng vui vẻ nha. Chào và tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye anh em. Bye bye. See you again. Bye bye. Bye mọi người nhé. Bye bye. Bye bye.